Đây đi chị bán. Đây chị này bán đây này. Chị đó bán cái chậu này là 3 tỷ. 3 tỷ đấy này. Đó. 3 tỷ cho mình không nè. Đó. Mấy tiền là bán? 3 tỷ. Đấy, chị đòi 3 tỷ nữa. Chị chờ sao chứ này. Đó, đẹp chứ này. Đó. Đừng có, đừng có, đừng có. Đấy, cái chậu hoa này là không phải 3 tỷ nhưng mà 5 triệu nhá, 5 triệu nhá. Họ đòi mua 5 triệu đó này, này. Cái chị này chị không chịu bán đây này. Đây. Hoa là đẹp đấy. Tự nhiên. Đó, chị bán 5 triệu. Đấy, con bùi hoa giấy nữa đấy. Hoa là hoa đẹp. Thực sự luôn. Ờ. Ôi trời đất ơi, toàn là hoa đẹp phế luôn. Hoa đẹp chứ. Hoa đến khi cũng bao giờ ai có được. Đẹp rực rỡ đấy mà. Cái chậu này 5 triệu với chỗ bạn này. Ờ. Dáng mua không dáng tư sướng này hóa này mới có này dáng mà tư sướng không hóa anh hẹo hết tề đó đấy là chậu hóa đây là 5 triệu mà chưa chịu bán cho đấy này mấy ngày đây rồi mà chưa bán đây chỉ đòi 10 triệu 10 triệu cũng xứng đáng đó bởi vì người ta trông được cái chậu hóa này có phải đơn giản không trong chăm bón là đi lượm từng cục phấn về để mà bỏ vào là tưới nước là chăm bón là nhổ cỏ rất là nhiều nhưng đặc biệt là cái chậu này là ngày nào cũng nở đấy này. Ngày nào cũng trên YouTube ngày nào cũng có này. ngày 27 tháng 11 mà nở rực rỡ tết chỉ cần hai thùng hai bên như thế này tết mà bán là cực kỳ này nếu tết rất là chỉ đo lên 20 triệu vừa rồi ra bán mà để trông tiền này thôi 5 triệu 2 này 1 tháng để đòi 10 triệu ui trời nó đẹp thế này mà. Đêm phải thuê vệ sĩ để gạt không ngõ bộ này là có camera trên rồi lắp camera thì chó đấy con dáng mua máu để bán cái khác này đó. Ôi trời ơi ôi trời ơi ôi ơi mà ơi đẹp thế này mà ơi mà ơi đẹp em bé bé hôn thuê vỉa đấy mà đẹp dễ sợ đấy mà ui trời đất ơi đúng là lý tưởng có 102 khiếp thật về rồi quá đẹp nó không phải là từ khán mà chỉ là chỉ đo 10 triệu đấy nữa đừng tết cái cả đây không phải 20 triệu đấy, cả cái chậu hoa to mà 1 mét bên đây mấy chậu này thì nhỏ hơn tí nhưng mà cũng đẹp có cái vào giấy của Thái thế này ui được rực rỡ chưa sơ chứ con vật hóa này nó nở hay thiệt ngay nào cũng nở đây là trong có cái đinh lăng này à, đây có gốc đinh lăng này mọi người chậu này đường kính 70 này tết cái mà tết thì cực kỳ đẹp rực rỡ thế này cứ ngậm mậy cả ngày chạm cái chậu hoa đây à, hoa đẹp ui trời 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 đúng là nó đúng nó có cái giá của nó thôi cái gì nó có cái giá của nó nhá nó đẹp thế này mà thêm cái cây bên đây này, này nhà này toàn trồng cây đẹp nhá đấy ui
Trời đất ơi, tới này. Ấy mà nhìn lạc mắt thế này. Cũng cũng vậy. Đúng là thiệt. Đúng phải là tạ người đó. Đồ đẹp thì là xuất sắc à. Đồ đẹp vẫn quả xuất sắc đó. Ôi nó thiệt chứ, cái cây này là bậc nhất vô gì đấy. À chị bán không đây? Bán không? 10 triệu 9 triệu rưỡi. Thôi bán đi, bán trong tiền. Đó, ai sáng như là thấy 6-7 người đến đứng từ sướng đấy đó. Chụp ảnh từ sướng. Đó, đừng lấy cái xe máy chụp đi rồi. À, đừng lấy mắt cho kiểu. Đó, xin chụp từ sướng cái không nghe. Các trồng hoa một mét thế này.